Xin kính chào toàn thể quý bà con, quý nhà đầu tư. Hôm nay em xin giới thiệu nhanh đến quý bà con một sản phẩm mới rất là đẹp nằm tại xã A Lờ Bá, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai. Sản phẩm này rất là đặc biệt, nằm tại trục đường nhựa 6m và là lô góc hai mặt tiền đường với bề ngang và bề dài rất là dài. Tổng diện tích của sản phẩm này là hơn 7 sao. Đây chính là vị trí đất mà em muốn gửi đến quý bà con. Lô góc với mặt tiền đường rất là dài, tầm khoảng 43m nhân cho 150m mặt tiền đường. Với hai mặt tiền đường, một mặt tiền đường là rộng 6m và một mặt tiền đường là rộng 5m là lô góc. Từ vị trí này mình kết nối đến Ủy ban Nhân dân xã A Lờ Bá tầm khoảng 3 phút. Khu vực này đất là đất đỏ Ba Giang hết nha quý bà con. Lô đất này rất là đẹp. Tổng diện tích là hơn 7 sao, chính xác là 7 sao 3, nằm tại góc hai mặt tiền đường. Rất là đẹp. Đối với sản phẩm này thì rất phù hợp với quý bà con nào có nhu cầu mua để dành hoặc mua để đầu tư. Chất đất ở đây là chất đất đỏ Ba Giang, đặc sản của vùng Tây Nguyên. Nếu như quý bà con nào thích trồng sầu riêng thì có thể về đây làm một khu vườn nho nhỏ cũng rất là hợp lý. Từ vị trí này thì mình kết nối đến những tiện ích xung quanh, từ trường học, trạm xá cũng như là khu hành chính Ủy ban Nhân dân xã A Lờ Bá thì tầm khoảng từ 3 cho tới 7 phút thôi, cũng rất là gần. Và sản phẩm này có lợi thế là nằm tại lô góc hai mặt tiền đường với một bề ngang là sắp xỉ 43m và một bề dài là 150m, rất là tuyệt vời. Tổng diện tích là 7 sao 3. Sản phẩm này hiện tại sổ sách đã ra bì hồng, đẹp, đường xá thể hiện rõ ràng. Hiện tại sản phẩm này đang được gia chủ chào bán với giá là 1,3 tỷ. Cái giá này cũng rất là hợp lý đối với khu vực này. Và nếu như quý bà con nào quan tâm đến sản phẩm này thì hãy liên hệ ngay cho em theo số điện thoại trên màn hình để em có thể hỗ trợ tư vấn cũng như là gửi đầy đủ mọi thông tin pháp lý cho quý bà con xem qua. Em xin nhắc lại về phần thông tin của sản phẩm một lần nữa, là tổng diện tích của sản phẩm là 7 sao 3, 43 nhân cho 150m đều là mặt tiền đường, một mặt tiền là đường 6m, một mặt tiền là đường 5m, là lô góc hai mặt tiền đường nằm cách Ủy ban Nhân dân xã A Lờ Bá chỉ tầm khoảng 3 phút đi xe thôi, rất là gần. Nằm tại khu dân cư đông đúc, chất đất là chất đất đỏ Ba Giang, rất đẹp. Hiện tại sản phẩm này đang được gia chủ chào bán với giá là 1,3 tỷ. Cái giá rất là hợp lý đối với khu vực này nha quý bà con. Nếu như quý bà con nào quan tâm đến sản phẩm này thì hãy liên hệ cho em ngay theo số điện thoại trên màn hình để em có thể hỗ trợ quý bà con về mặt thông tin của sản phẩm này. Và bây giờ xin mời quý bà con theo dõi sản phẩm này trên màn hình Flycam để cảm nhận rõ hơn. Xin cảm ơn quý bà con rất nhiều.